Do là hôm qua vẫn thèm nộm sứa nên hôm nay mình mua hẳn 3 gói về. Mua nửa ký dưa chuột cùng các loại rau dưa, rau thơm, cải bắp tím, tỏi băm và nước chấm chua ngọt, lạc rang, vừng rang. Các loại rau ở đây gồm có cà rốt, hoa bắp chuối, cải bắp tím, rồi đu đủ. Bây giờ mình sẽ trộn hỗn hợp nha. Đúng là tín đồ cuồng nộm sứa Thái Bình rồi. Quá ngon luôn mọi người ơi, siêu đỉnh. Tự mình làm nên khá là nhiều sứa, ăn cắn ngập răng luôn. Rất là hấp dẫn luôn. Nước chấm thì chua ngọt, các loại rau thì tươi mát luôn. Rau kinh giới thì là chỉ là để hợp với sứa rồi. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cả một chậu sứa luôn. Quá ngon luôn, đỉnh của đỉnh luôn. Nếu mà ai mà yêu được cô gái yêu sứa thì là được ăn món sứa suốt ngày luôn đấy nhở. Mình thì thỉnh thoảng mới ăn, thế nên là cứ phải ăn đã cái nư luôn. Cứ phải 2-3 gói sứa nó mới đã đời, nhai cho mỏi răng. Ăn thế nó mới thích cơ. Chứ nếu mà ăn ít quá nó không sướng được. Cứ phải ăn 3 gói sứa cho nó sướng luôn. Quả thật là quá hấp dẫn luôn. Mùi gia vị các thứ quyện vào nhau, thấm đẫm miếng nộm sứa giòn tanh tách luôn. Có người thì bị dị ứng, nhưng mà rất tiếc là mình thì không hề dị ứng luôn. Mình cứ phải ăn cho nó hết cái dị ứng luôn. Dưa chuột khá là giòn luôn, sứa giòn, tất cả các loại rau củ đều rất là giòn luôn. Nếu mà ai mà không ăn được sứa là đúng là quá là tiếc luôn. Bởi vì sứa rất là ngon và mát, bổ dưỡng nữa. Phải tranh thủ ăn ngay khi mùa hè này đang rất nóng. Dạo này mình ăn quá nhiều mít nên mình phải ăn sứa để cho nó mát lại. Ngon quá đi à. Rất tiếc thiếu chồng. Bye bye.